Xin chào mọi người nhé. Đây là bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trạm mình này. Mình rất thích làm và giới thiệu video về cái dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này. Tại vì nó là một cái dòng phải nói là được chào đón và săn lùng nhất hiện nay. Khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu tốt, sinh trưởng và phát triển cực nhanh và nuôi con cực đã luôn. Là chim bồ câu ra ràng của nó là auto là trên 5 lạng, tầm khoảng 25 ngày. Đây là những cặp chim bồ câu bố mẹ này. Toàn bộ là sinh sản và đang nuôi con hết mọi người. Kênh nông dân làm giàu của mình thì biết đến như là một thương hiệu về dòng giới thiệu về chim bồ câu, cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm để làm sao mọi người nuôi chim bồ câu cho thành công. Thì trong năm 2023 này thì nói chung là thị trường nuôi chim bồ câu còn rất là rộng mở, tại vì cái đầu ra chim bồ câu thương phẩm á mọi người, thì lúc nào ở trại mình cũng trong cái tình trạng là hầu như là cháy hàng hết, có bao nhiêu mình đều thu lại cho người nuôi và hợp tác với mình. Đây, mình có bao đầu ra cho người nuôi luôn nhé. Ở trại mình thì nuôi theo hình thức là công nghiệp này. Đây, lồng liếc, máng ăn, rổ để, hệ thống nước tự động, các thứ là ở trại mình sản xuất hết. Đây, mọi người có thể thấy là thép này, thép cực xịn luôn. Cái này là xài hơn chục năm rồi nhé, mà vẫn xài tốt. Chứ những cái chất lượng thép của những cái mình mua ngoài chợ đó, có thứ mọi người chỉ xài được một thời gian ngắn thôi, nhưng nó cũng đã xuống cấp rồi, sập sệ. Chim bồ câu nó cũng nặng mà, nó nhảy, và phân của nó nữa thì nó xin rắt sắt của nó bị rỉ á. Mà ở trại mình thì trại mình sản xuất luôn, gọi là sử dụng rất là bền và được lâu. Tất cả máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động là trại mình cung cấp hết luôn á. Đây, cho mọi người xem qua một lượt luôn. Chim bồ câu hầu như nó đang đẻ hết, đang vào đẻ, nằm ổ đẻ nhá. Nuôi con. Cũng có một số người hỏi mình đó là ở trại mình hiện tại là còn có cái chương trình bao đầu ra hay không. Thì mình cũng giới thiệu đó là trại mình là lúc nào cũng bao đầu ra cho người nuôi nhé. Mình ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi hợp tác với mình, hoặc là anh em nào mà không có đầu ra thì mình vẫn bao đầu ra cho hợp tác, để bao đầu ra cho mọi người luôn. Đây, không cần mua chim giống ở trại mình mà không có đầu ra thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại là 0961142323. Trại mình chim bồ câu thì mình vẫn xài 3 tầng. 3 tầng nuôi chim bồ câu, 1 2 3 này. Nên là diện tích nuôi chim bồ câu á là nó ít lắm, không cần diện tích nhiều nhưng mà mình vẫn có thể nuôi được chim bồ câu. Vì mình xếp tầng lên mà. Và nuôi theo hình thức công nghiệp như này mọi người có thể thấy này. Mỗi lồng là một cặp, và đây này, đẻ trứng hết rồi. Chim bồ câu thái đẻ trứng cực sai nha mọi người. Đây, đang đẻ hết rồi, có trứng hết. Và ở đây thì nuôi con này. Đây là chim bồ câu ra ràng á. Chim này là tầm khoảng chục ngày, hơn chục ngày tí. Chim bồ câu ra ràng thì tầm khoảng con này thì khoảng 15 ngày nữa là mình làm thịt được rồi, là có đầu ra đó, là có tiền đó. Tại vì trại mình á, thường xuyên dọn được á, nên mình vẫn xài cái lưới hướng phân. Còn hiện nay mình đi đáp chim cho mọi người á, thì mình xài hệ thống, có nghĩa là không xài lưới hướng phân, có nghĩa là làm theo mô hình của Thái bây giờ làm nhiều đó.
là không sử dụng máng lưới hương phân mà để nó chim nó yểm dưới, và dưới mình dùng men vi sinh. Chào mọi người đi xem một vòng chim bồ câu, những cặp chim bồ câu rất đẹp. Đây là những cặp chim bồ câu bố mẹ, dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt, dòng siêu lợi nhuận hiện nay. Và hầu như ở trại mình là cung cấp đa số những cái trại bây giờ có chim giống chim bồ câu Titan Thái siêu thịt là đều xuất phát ở trại mình nhé. Và có thể nói là thương hiệu Đông Dân Làm Giàu là người, một trong những người đi đầu về việc mang chim bồ câu Titan Thái siêu thịt về Việt Nam đó. Chứ còn nuôi chim bồ câu ta như bây giờ là thua, không ai nuôi cả, chuyển sang giống này hết rồi. Chất lượng thịt của nó thì ngon lắm, thơm ngon và nhiều thịt nữa. Còn chim bồ câu ta bây giờ là coi như thua, chim bồ câu ta là không ai ăn nữa. Hệ thống nhà hàng nó thứ là họ rất là chê, tại vì cái thịt của nó hôi, và đặc biệt là những ai bị bệnh phong á, ăn vào là hay bị ngứa nha. Chắc có lẽ là nó ăn thức ăn ở ngoài thiên nhiên hoang dã, nguồn thức ăn không được đảm bảo nên nhiều người ăn bị phong. Còn chim bồ câu mình nuôi thì đảm bảo là chất lượng thịt, và những người ăn không bao giờ bị nhé. Có những người bị phong sợ ăn chim bồ câu, nhưng mà mình bảo cứ ăn đi, nhưng cuối cùng là không bị. Thì chứng tỏ là do cái chất lượng thịt chim bồ câu trước đó là ăn là không đảm bảo. Đấy, chim bồ câu con đây mọi người này, nhìn to chưa? Con này là vẫn chưa thịt được đâu nhá, con này tầm khoảng chục ngày nữa mới thịt được, mà nhìn nó ú nu luôn á. Đấy, đây này, đang nuôi con hết. Đây, đang nuôi con. Đây, cặp chim bồ câu bố mẹ đang nuôi con. Đây, đang đẻ này. Đẻ thì mình sẽ lượm trứng, mình bỏ máy ấp trứng nhé. Đây, đang đẻ này. Nuôi con ở dưới nhưng mà đang đẻ lại ở trên này. Đây, cũng đang đẻ này. Này, người thấy đúng là mình hay nói là dòng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt là dòng siêu đẻ, siêu thịt, siêu lợi nhuận là vậy đó. Đẻ lại rất nhanh mặc dù đang nuôi con ở dưới. Còn những dòng chim khác là ít khi lắm nha. Nó phải nuôi con xong một đợt đó nó mới đẻ lại. Còn cái này là mình hốt trứng. Hốt trứng mình bỏ máy ấp trứng liền. Đây. Còn cặp này, cặp này đã đang chuẩn bị đẻ lại này. Cặp này thì nhìn bộ khung rất là đẹp. Cặp chim bồ câu bố mẹ. Đây con mà các bạn nhìn thấy không? Con nhìn rất là đẹp nha, rất là to nha, xứng đáng là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Đây cho các bạn nhìn này. Đá không? Chim có bố mẹ nhìn cực đã, chất luôn đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, và mà anh em nào mà muốn hợp tác phát triển kinh tế với mình á thì cứ chủ động liên hệ với mình.
số điện thoại 0961142323 nhé. Hoặc là trên website mình có là nongdanlamgiau.com đó, thì cứ kết nối với mình. Bất cứ một phương tiện nào cũng có thể kết nối với mình được. Mình nhiều hạ tầng lắm. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.